hay, kịch tính, sáng tạo, thử thách cao cho các bạn. Con cảm thấy rất là thú vị bởi vì lần đầu tiên được nhận lời mời từ chương trình Ngôi Sao 30 giây và Hữu được ở trong một cương vị là mentor vocal. Cũng cảm thấy là cũng không có gì áp lực bởi vì trước đây Tân Vi Tân là có những cái nhìn nhận xét cho tất cả các bạn thí sinh với một cái vai trò là cũng là mentor vocal, và với cái style của Tân Vi Tân nó khác với lại Hữu. Hữu sẽ có những cái nhận xét riêng hơn, những cái gì mà Hữu có thể góp ý được, góp sức được và tạo lên những cái sáng tạo riêng của cá nhân Hữu sẽ giúp cho các bạn làm tốt hơn. Thế nhưng Hữu cảm nghĩ là mentor là ai cũng không quan trọng, quan trọng nhất là làm sao để các bạn có thể tỏa sáng. Tất nhiên thế mạnh của Hữu là về thanh nhạc rồi. Theo như Hữu nghĩ rằng là sáng tạo nội dung thực sự không khó, bởi vì TikTok rất là đa dạng về chủ đề, cho nên các bạn có thể thỏa sức để mà thể hiện phong cách cá tính của mình. Tự tin, đam mê, nhiệt huyết và sáng tạo. Hữu nghĩ đây là một điều rất cần thiết, bởi vì ở giới trẻ Gen Z hiện tại, Hữu thấy có rất nhiều bạn tài năng lắm nhưng mà chưa được phát hiện, nên là có những cái chương trình như thế để cho các bạn có thể tham gia và thỏa sức đam mê và vừa có thể thể hiện những tài năng mà các bạn hiện đang có. Hữu luôn tâm đắc một câu, nếu bạn nuôi đủ đam mê của mình thì đến một ngày đam mê sẽ nuôi lại bạn. Chính vì vậy cho nên các bạn thỏa sức đam mê của mình, rồi đến một ngày các bạn chắc chắn sẽ thỏa sáng. Ngôi Sao 30 giây, sân chơi dành cho những nhà sáng tạo video giải trí ngắn chính thức bắt đầu.